Hi, và chào mừng mọi người quay trở lại với Shadow của Shizep. Đúng buồn cười nhé em ơi, không biết đánh gì luôn, không biết đánh gì luôn bây giờ đấy. Ôi trời ơi, God bless. Đó là không? Aquilan ngon hơn này. VO2 à, nhưng mà không thích VO lắm nhỉ. Chịu thua nha. Và mình sẽ hẹn gặp lại anh em sau cái chuỗi thua này nhé. Alright, bye bye anh em. A few moments later. Hello anh em, bây giờ mình sau cái chuỗi thua và mình đang có 76 máu. Chúng cũng khá là nát bét đấy anh em ơi. Nên là ba cung này. Làm trận cung nhỉ. Chúng khá là nát thì mình sẽ bắt đầu cân nhắc để mình đánh cái chuỗi thắng luôn nhé. Đang giành lại cuốn, nói chung là cường không phải giành lại chuỗi thắng mà kiểu cố hết sức để cho nó thắng được đấy anh em, ngắt chuỗi ở đây thôi. Chỗ này kiểu kể ra cái đồ tốc đánh rồi ra ba cung thì khá là hợp lý đấy. Đồ này thì hợp lý bình thường thôi, nhưng mà bốn cung rồi này được đấy nhá, thì có thể làm tí hợp lý anh em ơi, ta có thể làm một tí hợp lý ấy. Hai t này. Ngoài có thương không? Không ngoài có thương đâu. Và chúng ta sẽ bỏ bán thần luôn, hoặc là chúng ta có thể chơi bán thần vào luôn, nhưng mà chắc là không chơi đâu. Lo, bỏ bán thần nhé. Cái cung, bán thần cung cho mày. Nãy là một ý tưởng anh em ơi. Yon floor sẽ ulti luôn này. Yon floor đã ulti luôn, mình sẽ cho con lau này vào đây đi. Chắc phải chạy cho con lau này vào đây. Này đi. Bốn cung, Noman chắc bỏ. Lau ulti, Flaw ulti, Tu Lan ulti. Khá là nhiều con ulti anh em ơi. Flaw ulti phát nữa là ngon này. Ok. Ok. Cắt chuỗi ở đây thôi. Không để chuỗi sâu hơn nữa được. Có một đồ này mình đánh cho con Quy được nhá. Hoặc đánh cho con Void thì chơi được. Chơi được Void, Quy. Void. Cân nhắc này. Đã xác định đánh cung rồi thì mình sẽ chơi kiểu này luôn thôi. Rất tự tin uy tín. Thương bắt đáy. Ok, thương bắt đáy. Khá nhiều thương hai bên à. Khá nhiều thương thế này thì phải làm sao? Làm sao giờ anh em? Này đi. Thương bắt đáy cái này mà hai thương luôn à, thôi xong rồi. Sao con Yon mình sẽ sống lại anh em. Chúng tim mình tầm này cũng khá là khỏe này. Phải cho bốn cung vào khi thua đấy. May mình cho ở đấy cho bán thần mà. Bán thần với floor vào. Mana cứu mình lúc đầu. Yon 17 con không ai tranh đâu. Chắc không ai tranh đâu nhỉ. Lớn rồi ai chơi tranh tướng nữa anh em nhỉ. Nhảy bỏ nhỉ. À về cái chiến thuật mà kiểu anh em roll từ level 7 ấy, bởi vì level 7 nó cũng có tướng 3 vàng ấy, thì anh em sẽ đỡ phải tốn tiền lên level 8 và anh em sẽ roll được kiểu tranh nhau Yon với cả mọi người khác hơn ấy. Nhưng mà chiến thuật đấy nó lại hơi có một cái vấn đề là chỗ là 7 tướng nó cảm giác nó chưa đủ tướng để anh em cân kèo được anh em ơi. Nghĩa là một anh em phải lên Yon 3 luôn. Kiểu anh em sắp lên Yon 3 luôn rồi ấy, hay là sao đấy, thì anh em hãng roll level 7 thôi. Chứ không nếu mà kiểu anh em roll cố để level 7 xong rồi
em lên được con Yon 2 hoặc là em lên được con Yon 2 thôi thì nó cũng vẫn hơi yếu nhá. Nên là mình vẫn sư Z, kể cả đánh cung thì anh em vẫn chơi roll level 8 nhá. Level 8 nó vẫn vẫn uy tín hơn là level 7. Level 7 hơi 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 sớm. Tại 7 tướng mà. 7 tướng anh em tưởng tượng là từ 7 tướng nhá thì có phải là sẽ là mất 6 cung là 6 tướng đúng không? Thế em chỉ còn một chỗ nữa thì anh em cho thêm con gì được? Cho thêm con voi rồi cho thêm thợ săn quỷ, cho thêm thánh đồ, nói chung kiểu đến 8 tướng thì em sẽ có nhiều lựa chọn hơn để anh em cho tướng vào ấy. Phải hơi ít. Chung vài cái nhận xét mình nghĩ thế thôi. Em có thể thấy hay thì có thể cân nhắc để áp dụng nó. Còn thấy bình thường thì thôi. Ok. Thắng đã chập chờn. Mãi thắng này. Luôn đi. Cho bốn cung mà nhé. Cái floor này của mình nó vẫn một bạn bắt hai thương bên đáy bên này đúng không? Hơi nguy hiểm bạn đấy nhé. Đó, sẽ phải cân nhắc này. Khử bạn đấy nữa. Chung gặp nhiều thương đánh đánh cung cũng hơi vất vả. Nhiều thương. Đó là thu gian quỷ. Quên ạ. Xin lỗi, quên ấy, tôi quên nó, tôi quên nó. Bạn hai thương đâu nhỉ? Hai thương bắt bên này rồi. Ok. Uy tín, uy tín. Bốn cung. Nhon hai đồ. Lau hai đồ. Chơi được em. Chơi đi. Hai thương thôi xong rồi. Mày vừa thấy bạn ấy để hai thương cùng một con xong lại đổi sang cái khác rồi. Hay thế. Bốn nguyên tố này. Bốn nguyên tố. Bực thế nhỉ. Ta sẽ thêm đồ ngon anh em mới thêm cái truy hồn hay gì đấy. Lại. Ngon nhất rồi. Lại thì cho quy. Đồ này thì cho voi. Yon 2 anh em ơi. Yon tiếp anh em ơi. Càng Yon càng tốt anh sao. Yon 3 đồ nhé. The sun shall vanquish darkness. Ui, đi còn tí bạn điên thế. Em đi làm quả điên thế. Tụi đang có đi phát. Ok này. Không trông chờ gì hơn được nữa. Anh cung mỏng thế nhờ. Teo mình đâu rồi. Săn quỷ các thứ đâu rồi, voi đâu rồi, chả thấy cái gì ta. 12 con voi nữa. Rồi gặp bạn hai thương này rồi, đang chạy rồi anh em ơi. Chạy đâu cho khỏi nắng. Thế nhở, chạy bịt. Này à. Xử này đi. Tu len là bao nhiêu? 20, 25, 50, 50 là đủ. 25 là đủ. Để cho floor đi.
Hay đi. Tao xin đôi. Rồi sao cái con này sống dai quá vậy? Sao giết được mấy con này bây giờ? Thấy đốt này. Trong cái trận này có vẻ gian nan quá anh em ơi, trận nó khó khó kiểu gì nhỉ? Thấy nó khó khó kiểu gì không? Ui, nói. Đến lúc rồi. Cho hai thằng vào này. Nốt vòng nhá, nốt vòng thôi. Nốt vòng 12 phát mình lên mình bỏ hai bản thân này đi liền. Nốt vòng. Hứa, hứa nốt vòng. Thường bắt đáy vào trong này, floor xuống xiên luôn. Xiên khác rồi. Thu ba mất cái chỗ thu. Làm sao chơi được anh em ơi? Được chơi được chơi được. Bốn cùng bốn thú này. Bán thần đi luôn nhé anh em nhá. Đúng chỗ cho thợ săn quỷ thủ vệ các thứ nào. Yon à Teo. Mình cho floor thôi. Lên được 6 cung anh em ơi. Ôi, khó nhờ. Đây. Floor bỏ đi đam quá không? Floor bỏ đi bị đi đam quá không? Theo ulti này cho con Aeron. Rôn đứng giữa luôn này. Cho con kia này. Con này. Von Cat. Von Cat chào vào đây. Voi trận này chắc bỏ rồi em ơi. Chắc là bỏ con voi đi rồi. Dễ là thế thôi. Ui, kịp để được một phát, không kịp sống. Teo tị, ôi không được luôn. Cắt hai đục. Khổ sở thật, khổ sở thật. Ma tộc nữa chắc chết anh em ơi. Chịu. Ma tộc nữa chắc là chết. Mình cho hai tới đi. Phoenix, Phoenix cho nó cầm lặng. Sống đến lúc đấy không thì cũng không biết nhưng mà thôi cho hai tệ thôi. Hai thương bắt đáy bạn ấy đâu nhỉ? Một thương này. Thương. Okay. Ngon cắt mấy từng này đồ hơi quá đáng không? Còn hai AT một tí đi. Cắt từng đấy đồ hơi hơi nhiều anh em. Cắt nhảy. Ok. Theo. Và rồi lấy thẻ ma tộc cũng được đấy nhỉ. Mình có hai cái đồ này. Cho một con ma lốc vào nó nhảy cho nó cũng. Giòn ma tộc xong rồi cầm hai cái này cũng được nhở. Vì suy nghĩ không thấu đáo rồi.
Thôi sao lấy một đồ thủ cho con cáp cũng được, thêm giáp của mệnh. Hoặc lấy ma tộc cũng được ấy. Tộc được của nó đấy. Được của nó luôn đấy. Hai thương à? Một thương. À đâu, không có thương nào, con cáp nhảy được. Cắt nhảy được xong rồi còn một mạng của giáp của mệnh. Ôi không, không kịp. Giáp của mệnh. Ok nhảy được này. Cắt nhảy. Con kia nhảy liên tục thế. Chơi game gì mà nhảy liên tục vậy. Hai vòng nữa sống được không? Một vòng nữa, một vòng nữa, một vòng nữa. 25 máu sống một vòng nữa được không? Gắng lên 9 bí thôi nha. Xong rồi tìm con thợ săn quỷ các thứ mình cho các bạn chơi liền. Mình đồ cho bạn. Leo mình hên xui chơi được. Đại con này đi. Cũ quá. Đồ cho con cát đi, làm gì làm đi. Cọc đại cho nó ulti sớm hơn một tí đi em ơi. Đánh thường một phát, hai phát thì đấy mình cũng nhảy luôn rồi. Kia đồ hơi lâu. Teo choáng một phát. Choáng trượt. Rồi, sao giết được con cát này bây giờ? Ok anh em ơi. Ok quá anh em ơi. Sống đến bây giờ là cả một kỳ tích rồi. Cả một kỳ tích rồi. Đại pháp sư ngập đại sẽ phải đánh con kia rồi. Này cho con cát nhé. Này cho con cát sẽ sống. Tròn ra. Con kia cũng nhiều giáp ảo hơn. Chơi nó vòng nữa này. Xe này ở đây, vậy phải có con quỳ ở đây. Quỳ mình sẽ cho cầm ngọc đại à. Cọc đại sẽ ulti được luôn nhưng mà cảm giác nó hơi phí. Mình muốn cho nó cầm với 40 mana này thôi. Xong rồi nó đánh thường hai phát à. Đánh thường hai phát nghe nhiều quá nhỉ. Nhưng mà cọc đại cho con von cát thì con von cát sẽ nhảy được luôn. Mình thấy yên tâm hơn. Vân quá. Vân quá, hai này trùng nội tạng. Chúng ta được thêm tốc đánh con do này. Thêm thánh đồ phát nhá anh em nhá. Xong rồi thêm re-rap nữa thì thêm con thợ săn quỷ còn lại vào. Tăng sao à? Ừ được ta. Sao cũng được ta, tăng cho mình thì sao. Ấy 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 ấy. Nhưng mà cho con gì? Cho con gì anh em ơi, cho con Airy vào tạo nhé. Ê, hết tiền. À, vẫn còn, vẫn còn. Mình bỏ con gì ra nhỉ? Xenio này. Tăng sao cho con cát hay cho Yon nhỉ? Cho con Yon thì Yon 3 anh em ơi. Chờ tí nhá. Không thay đổi gì đâu. Bán hai bạn này đi thôi này. Chờ con Yon mình một tí. Airy thêm là giảm một tí giáp của bọn kia này. Ok này. Con cát của đấy nhảy đúng cứu mình đấy anh em ơi. Cứu mình pha đấy đấy. Cứu mình liền, cứu mình liền. Cứu cái mạng quèn của mình liền. John 3, John 3 anh em ơi, hai con nữa. Hai nữa là con John 3. John 3 đồ tạm tạm cũng được. Mua truy hồn. Có rất nhiều tốc đánh, 160% tốc đánh. Thách hạnh. Quy, cần muốn quy. Quy luôn này, hai đồ này. Vòn cáp đi. Quá. Quy đi. Quá. Ok chưa. Teo này chắc không cần đâu, xe neo bán đi. Ngon luôn, một pha choáng đấm vào mặt. Con cát nhảy được luôn nữa. Chắc nhảy được luôn. Rồi,
kìa, thánh đồ các thứ vào mặt nó đi. Đúng rồi, ok kìa, đừng 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 thánh đồ, đúng rồi, thánh đồ vào mặt nó đi. Ơi trời ơi, chơi game chỉ may ạ. Ừ, anh em cho quả cái Irie này vào hay nhỉ, giảm giáp tướng địch. Ha, sao anh em không chơi ngoài chơi này nhỉ? Ok, nó cũng là một sự lựa chọn thú vị khi mà anh em không có con Richter ấy chứ. Sự lựa chọn thú vị khi anh em không có Richter đấy chứ, đúng không ạ? Một thương bắt đáy bên này đúng không, rồng thổi bên chia chiều bên kia đúng không, thế mình cho con cát bên này bình thường thôi nhé. Bạn này đánh giống mình này, nhưng mà cái khác biệt của mình là mình có con cát và mình có Irie đấy. Do mình cần hai con, vẫn cần hai con coi không sao đâu, quy xuống đấm luôn phát là mấy bạn AD kia ngất liền mà gì đâu. Cót nào cót, sợ hãi lắm. Quy đấm xấu này, Yomi kia đẹp nhỉ. Ai quy đấm đẹp anh em ơi, may quá con Irie nó chui vào cái chỗ giữa. Ơi mà tại sao nó chui được vào chỗ giữa nhỉ, kiểu kiểu con quy mình đứng thẳng hàng với ở chỗ giữa luôn nhá, lẽ ra nó phải chui vào giữa chứ đúng không, bởi vì cũng không hiểu tại sao quả đấy con Irie lại chui được vào giữa, xong rồi con kia lại chui ra ngoài. À không hiểu lắm, không hiểu phết đấy. Bạn này chắc là bị mình đấm rồi, đấm nhau đi, 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 đấm nhau đi. Ê, một con Yon nữa luôn anh em ơi, không có thời gian mà chờ đợi đâu, không có thời gian mà chờ đợi đâu, thời gian mà chờ đợi đâu, đấm vào mồm nhau luôn liền. Con cát hai thương à, chuẩn là bên yên tâm, xong mình đổi con cát bên kia nhá anh em nhé. Rồi do mình chắc bị có vấn đề rồi, không sao không sao, Yon còn dốc mệnh. Con cát đúng rồi, đi ra chỗ con cát đi bạn ơi, đừng đi ra chỗ con Yon của mình làm gì. Ok bạn ơi, ok bạn ơi, may quá. Không có đấy may, có đấy mình quả hai thương phát sợ sợ té quần anh em ơi. Dung thật, ngoài dung thật thêm cho nữa không làm gì đâu, mua thêm nữa vui teo không cần. Đây bạn nào cầm hai thương sợ quá, đây này hai thương này, hai thương thổi giống chi hồn bên góc này à, đứng giữa có sao không, hai thương hai bên thì được nhá, hai thương hai bên thì được nhá, hai thương hai bên thì chơi được, hai thương hai bên à. Cẩn thận săn quỷ lắm nhỉ, hay mình chơi ăn tạo Irie được, cũng hơi cẩn thận săn quỷ để chơi bạn này đấy, săn quỷ chơi bạn này thì không chắc mà. Bạn này khi counter thợ săn quỷ thì chơi Irie không làm giáp. Giáp chặt được mấy, không được mấy, thêm con voi ngon, con voi Quy có thời gian quỷ chơi choi nhá, thêm người choi nhá, bỏ cái này này, thêm con cắt hai hoặc một con gì đấy có Victor luôn, gì cũng có, cho con cát thích này cho con Victor. Ok chưa anh em, hai thương hai bên đúng không, sẽ dòng chọn thổi một trong hai góc thôi, thì cũng không biết chạy đâu. Không biết chạy đâu thật, nên là mình sẽ cứ để dòng thế thôi. Cát thì kia quy đấm góc này nó sẽ chui vào kia rồi, không có gì, gặp bạn này trước đúng không, không có thương quy đấm góc kia. Ơ đấy, à quả này không có Irie, quên mất anh em ơi, quả này không có Irie, không có Irie nên là nó hơi lệch lạc tương quan tí, không sao nó đấm đến đấy kìa, quả này không có Irie thật, quên Irie nó sẽ chui vào cái góc giữa của mình, nó chui để đến quy ra bên kia, nhưng không sao bạn này không sao. Nhìn chung vẫn khỏe anh em ơi, nhưng mà phải có Yon 3 chứ Yon 2 nó sẽ rất là khác biệt. Nên là
em thích roll từ level 7 lên level 8 thì cũng được, nhưng mà miễn anh em phải đến được John 3. Không đến John 3 thì anh em đi thì thôi. Đấy, kinh nghiệm đánh cung thôi, chẳng gì đặc sắc. Thế thôi, mình đã kết thúc rồi. Nếu bạn thích clip trên thì hãy cứ like, subscribe và comment xuống dưới những góp ý các bạn có thể giúp mình phát triển kênh nhé. Ok, bye bye.